Rồi xin chào quý khách, hôm nay shop toàn cầu sẽ giới thiệu về cái máy đo độ cứng sắt thép hoặc là kim loại của hãng EGIM, model là EGIM 390. Trong video này mình sẽ review giới thiệu về cái máy này. Nó kêu còn có cái tên là Leaf Hardness Tester. Đây là cái hướng dẫn sử dụng kèm theo ha. Và kèm theo thì chúng ta thấy có cái đây cáp kết nối USB, cáp hai đầu kết nối USB ha, đây đó. Và đây là cái đầu dò ha đó. Cái đầu dò đi theo máy đó. Cái đầu dò giắc cắm hoặc cái đầu dò đây. Kế đến thì chúng ta thấy là có cái cục sạc adapter đây, sạc này 220. Và cái tiếp theo là chúng ta đây, chúng ta lấy cái cục này ra, cục này cục chuẩn nha, chuẩn của nó rất là mạnh ha. Đây đây là cái cục chuẩn của nó ha. Đây là cái đầu chính của nó ở giờ đây, sắt sắt này kiểm tra, đây chúng ta thấy mẫu chuẩn của nó đây 784HLD ha. Rồi kế đến là chúng ta sẽ review về cái máy chính của nó ha. Đây là cái máy chính ha. Cái loại này có máy in nhiệt luôn nha, tích hợp máy in nhiệt để chúng ta đo đo xong chúng ta bấm nút in luôn ha. Đây đây là máy chính ha. Tích hợp máy in nhiệt ha. Đây phía sau có tên hãng đây, Gimtech, model số serial number ha. Cái này xài pin sạc nha ha. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Gimtech. Sản phẩm xuất xứ tại China, loại 1 China, bảo hành 12 tháng ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video.